ngày xưa sống trong túp lều tranh mà sao đời vui quá đổi, sớm hôm hiền lành. Ngày nay cái gì cũng có hết mà sao ruột gan như muối sắt, thấy đàn con cháu mà đau. Đổi thay bao nhiêu thay đổi tới từng ngày, cho nên gan ruột mới bời bời làng trên xóm dưới. Đổi thay từng ngày. Bác sắp xong chưa má? Sắp xong rồi. Chờ một chút. Dạ. Ê nè nhái. Dạ. Con quét nhà con tấp vô một góc nghe không? Đừng có quét ra cửa, qua mùng ba Tết rồi mình hả quét. Ủa sao vậy má? Còn Tết mà mình quét ra cửa như vậy á là tài lộc có đi hết đó. Dạ con nhớ rồi. Ừ. Mà má, hồi nãy giờ cô Hồng gọi điện hối con á. Vậy hả? Vậy thôi đi, thôi để đại cái chỗ đó đi. Dạ để con tấp vô một chỗ đã. Trời, mọi người chờ mình ở ngoài nãy giờ. Mà nè, vô lấy cái bịch hột dưa theo cho má luôn nghe không? Dạ. Thôi vô góc có được con, để đó đi. Để tắp vô đó. Má chờ con đi vô lấy cái giỏ với cái nón. Nhanh. Dạ. Đi má. Đi. Ủa má con bà tính đâu hả? Đi công chuyện chút. Đi đâu mà nhà cửa quét chưa xong rồi làm gì mà gấp dữ vậy? Ông quét giùm luôn đi. Trời đất ơi. Ở nhà coi nhà luôn nghe. Bữa nay còn Tết mà. Đi chút nghe. Ở nhà vui vẻ nghe. Chủ nhật tí con đi. Ai người này ngộ nha. Đây. Tết nhất sao thấy chán dễ sợ nha. Biết rồi xẻo lá mà không có gì để chơi chứ. Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già. Ông gặp này. Ai. Không ấy giờ mình đi nhậu đi. Thôi ông ơi, nhậu từ hai mấy Tết tới giờ cái bao tử hả muốn đem đi làm phá lấu luôn á. Ê không ấy tụi mình qua bên quán cô Hồng á chơi lô tô với hội chị em phụ nữ đi. Qua đó thà để đi nhậu còn sướng hơn. Đúng rồi, lô tô á là cái trò của chị em phụ nữ, mình là đàn ông đàn an, mình phải kiếm cái gì đó mạnh mẽ mình chơi. Gì mạnh mẽ thì mạnh mẽ, cái trò nào ví dụ như đá gà đó, đánh nhau đâu. Tệ nạn. Đúng rồi. Tời nè. Rồi, đây. Chuẩn bị đi. Nè, sẵn đi. Khoan. Ủa, có mấy người vậy hả? Chờ xíu đi. Tôi đếm lại mấy cái vụ này coi cho nó có đủ không? Đúng rồi đó. Trong thời gian chờ đợi kiểm cờ đi cô Hồng. Để lát thiếu con cái đò chờ cái chết luôn á. Hôm qua tôi đếm rồi chứ mà bữa nay đếm kỹ lại. Cho bác Tư với cô chọn màu trước. Trời ơi, làm gì nay đi trễ vậy? Trời ơi, tôi nói á phải cúng kiến rồi ăn uống dọn dẹp xong mới đi được chứ. Ủa cô Hồng, tới đủ chưa vậy? Còn mẹ má con mén, nhưng mà nói chút nữa qua sao. Nhưng chậm cũng không có nè. Thôi, có nhiêu chơi nhiêu đi, trời đất ơi, đúng không? Đúng rồi, thời gian là vàng bạc. Vậy, đây màu xanh. Đây. Cô không khoái màu xanh này, cho tôi màu xanh. Cô Hồng, con chào với cô Hồng nè. Cô Hồng tên Hồng nên lấy hai cái màu hồng luôn. Khoan. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Màu hồng là màu của em không được. Hết trời. Hồi bữa chú nói với chị là chú kỹ với màu hồng, đừng có lấy màu hồng xui. Chị Bảy yên tâm đi, em tắm nước là bưởi thần thánh rồi. Bữa nay em hạ gục luôn 5 người đó. Ghê. Đưa nó đi. Thôi rồi. Cứ đưa nó đi, con thử nó có hạ gục được.
Chỉ sao má, tại vì mấy đây nó thua dữ lắm rồi. Biết rồi. Để đưa màu hồng con nó kể đi. Thôi nhường cho nó đi con. Với lại nó thích màu hồng rồi, đúng rồi. Rồi con hồng đi. Thôi con lấy màu vàng cho nó tươi nè. Ha. Rồi rồi rồi. Con nhớ bắt đầu. Con yêu con màu xanh. Màu xanh ha. Giống má. Trời ơi, xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Nhớ đồ dừa má đâu? Đồ đạc, đồ đạc, đúng rồi, đồ đạc. Dạ. Bình hồng dừa của má đâu? Má biểu con đem theo đó. Con đâu? Tấm tàn. Kìa. Trời ơi, tấm tàn. Trời. Đó, bình hồng dừa đây. Trời ơi. Đem cho con đặt mà. Đem qua đặt ngồi cắn ngon lành như kìa. Nhưng mà má đưa đây cho con mớ đặt chứ. Ừ, hớp cho nó mớ chị. Ừ, nè, chia ra đó, người ít đặt ha. Rồi rồi, thôi thôi kêu đi, kêu lẹ đi. Trời ơi, tôi nôn quá trời rồi. Nè. Đây, đây, đây. Con hồng kêu trước đi. Kêu nha, chuẩn bị nha. Rồi rồi, con hồng kêu trước đi con hồng. Con hồng. Mềm càng tiếng quá. Thôi tư kêu đi. Tư kêu đi. Tôi khai đau ha. Ừ. Khai đi, khai đau. Chuẩn bị nha. Dạ. 19. 19. 19. 19 đài. Trời ơi, tôi kêu tôi không đọc nên đặt chậm quá vậy ta. Sắp lên mắt tự. Rồi sắp lên nè. Kêu đi, chị kêu cho nó hay hơn cái coi. Mấy bữa đọc hay lắm hả? Hai con heo, 47. Con heo 47. Chính đúng nè. Ai ở đây à kết. Đây đây đây. Ai kêu mày lên chức rồi. Cảm ơn nha. Ê danh về nào mày. Đợi đợi xíu nha. Ê tụi bay. Không đi chút Tết mà chơi. Sáng giờ gọi không được. Ra ngoài đây hả? Ờ. Có mày đây nữa hả? Ê. Đâu ra mấy vụ này vậy? Hồi sáng qua kiếm tụi mày nè. Rồi thấy người ta chơi vui quá. Cái vô chơi thử. Quên được nhiêu đây nè. Còn trong đây nữa nè. Ồ, đã vậy. Dễ ăn ta. Ờ. Số tao đang đỏ. Tao vô chơi tiếp nha. Tiếp, 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 tiếp. Trời hẹn đã rồi. Đặt đi, đặt đi. Ê, vô chơi. Thôi. Chơi mấy này. Tí tôi biết. Ông cạo đầu chết luôn. Trời ơi, ba ngày Tết mà. Chơi cho vui đó. Thấy anh em ta chơi quá trời. Mình chơi có làm sao đâu. Đúng rồi đó. Mình vô mình thử hên vài ván. Thử coi, coi năm nay mình có hên hay không. Ừ. Mình không nói. Tụi nó không nói. Tụi Hoàng không biết đâu. Ê, thấy người quen không ha? Bà con hàng xóm với nhau không à? Với lại ba ngày xuân bốn ngày xẹp. Lỡ tí tôi cũng biết. Chắc tí cũng đâu la đó. Đúng rồi, dễ gì la. Ôi ôi, chơi chơi đấy, chơi đấy. Chơi chơi. Tiếp tục, tiếp tục đi. Chơi dạ. Ngày xưa sống trong túp lều tranh mà sao đời vui quá đổi sớm hôm hiền lành. Ngày nay cái gì cũng có hết mà sao ruột gan như muối sét thấy đàn con dao mà đau. Đổi thay bao nhiêu thay đổi tới từng ngày cho nên gan ruột mới bời bời làng trên xóm dưới. Đổi thay từng ngày nhìn người ta mà lòng đau cuộc đời sao sao dời sao đôi ngày ngày qua Kinh. Giờ ngồi đây nhìn đàn con Kinh. Nó đang lớn dần rồi làng quê xem bố Kinh luôn về thành đô rồi cùng nhau tập tành. Thằng này nó y như má đó, làm gì cái ngủ cái hai mớ vậy đó. Ừ. Kinh đi. Thằng đó mà Kinh với Kệ đi. Mau vào. Khi trở về cơn sốt tiền đã biến hình nó tan tan tành rồi. Đẹp. Dư. Nhìn anh dữ à. Đâu nói thiệt em coi coi. Ngày sáng giờ anh đi đâu? Thì anh đi chung với tụi ông Tèo nè. Mày đi đâu? Chơi cái gì? Không đi nhậu hả? Sao nhìn thấy mặt tỉnh queo vậy? Nhậu mấy ngày rồi mệt quá nên không nhậu nữa. Đi đi
đi uống cà phê. Đi uống cà phê. Ừ. Xạo ke, Tết ai bán cà phê cho anh uống? Thì cô Diễm Hồng á. Bên cô Diễm Hồng. Ừ. Thiệt không? Thiệt. Em chơi lô tô bệnh cả ngày á, có thấy anh qua đâu. Vậy là tụi anh định tới quán cô Diễm Hồng uống cà phê, mà mới tới cổng mà thấy đông quá, cái tụi anh quẹo qua uống quán khác. Không lẽ chồng em nói em không tin. Rồi, rồi cứ cho là đi uống cà phê đi. Này đâu ra? Anh có quỷ đen từ hồi nào? Anh đâu có quỷ đen quỷ trắng gì đâu. Vậy cái tiền này ở đâu ra? Tiền này của... Đâu? Ba Lít. Tiền không phải tiền của ba Lít, mà là ba Lít á, nó có bạn trên phố nè, về quê mình chơi nên tụi anh hùng tiền lại đãi ta ăn nhậu cho nó hoành tráng. Ủa, mắc mới gì bạn ba Lít mà mấy anh hùng tiền lại? Tụi anh hùng có chú ít làm ông ba Lít mới hùng nhiều. Cứ cho là ông ba Lít hùng vô nhiều đi, nhưng mà mắc gì ổng không giữ mà anh giữ? Tại mắc cái chứng gì đây? À, mắc cái chứng là trong nhóm á chỉ có mình anh có gia đình thôi, nên ổng tin tưởng, ổng đưa anh giữ. Rồi đặt vô đi, 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 đặt đi, lẹ lẹ đi. Sao tôi chỉ vậy? Ok vậy. Ừ. Đây. Ăn sao rồi? Vô vô đặt cái bẫy con. Đang ăn ngon lắm á. Ê, cái chỗ tao đang hên á. Cho mày vô nè. Vô đặt cái bẫy con. Này ngộ thiệt nha. Tết nhất mà sáng sớm mà mạnh ai nó túa đi à. Bắt mình ở nhà suốt rồi đó, giống y như quản gia. Thiệt tình. Chờ tiếng mới qua. Ừ. Tết nhất năm mới năm mũ. Mặt mày buồn so hả? Không thấy mới chút nào. Tiếng hôm qua. Ủa? Má đâu rồi tía? Má mày đi gặp gỡ hội phụ nữ gì sáng giờ rồi? Làm gì tía? Mày chắc chơi lô tô rồi, tao nghe kêu lô tô rùm bên chỗ nhà bà Hồng ấy kìa. Lô tô hả tía? Ừ. Vậy đi gỡ. Mà tía. Gì? Cái hội phụ nữ đó, trong đó có vợ con không dạ? Có má vợ mày đó. Dạ. Má mày. Dạ. Thì chắc cũng có vợ mày đó, vợ mày nó cũng hậu phụ nữ đó, chứ không lẽ nó hậu phụ nam. Vợ cũng chơi lô tô kiểu vậy rồi sao mình gỡ. Không sao, hai vợ chồng cùng chơi. Ủa mày làm nhảm gì vậy? Dạ đâu có gì đâu tết. Đời thế đóng đưa theo gió, mình yêu nhau mấy đồ xuân rồi. Lời thề đông đưa theo gió, mình yêu nhau mấy độ xuân rồi. Đẹp không? Trời đất ơi, nghĩ gì trời. Đẹp không? Bà đổi cái gì nào rồi vậy? Dương miệng á tía. Ờ, Dương miệng. Cái này là Dương miệng, Dương miệng gì? Nữ hoàng lô tô xóm xẻo lá. Ờ, đúng rồi, Dương miệng nữ hoàng. Tôi chơi lô tô tôi thắng. Trời ơi, tôi nói kinh lia lịa hà. Đó, mấy chị em tụi tôi á mới đặt ra là ai mà thắng nhiều nhất á thì sẽ được cái đội cái Dương miệng nữ hoàng này nè. Xém mất cái chức nữ hoàng này rồi đó. Đó là tưởng bà Hồng thắng á, ai dè má thắng. Rồi vợ anh có được thứ hạng gì không?
Không, em đang có bầu nên được đặt cách nằm trong ban tổ chức. Chơi cho vui à, chứ không có giải. Ông thấy tôi giỏi không? Chị đạt được vương miện rồi vậy? Ừ. Bắt đầu từ đây sắp tới nha, nữ hoàng ở nhà giữ nhà cho tôi đi à. Đi đâu? Trời đất ơi, thì tôi cũng có cái hội nam sinh của tôi vậy. Ông là phải hội phụ nam à, mà cũng không phải nữa, hội phụ lão mới đúng. Mày còn lâu quá. Kệ. Sao mày không ở nhà luôn đi? Anh thông cảm đi, vợ em nghỉ chơi lô tô rồi. Em canh dữ lắm em mới chạy qua đây được á. Thôi thôi thôi, gom tiền lại đi. Còn mấy chục ngàn, đủ gỡ không? Ok, bao nhiêu cũng phải gỡ. Bữa nay mà gỡ không được là tiêu luôn á. Ừ. Nè. Đi đi đi, vô vô. Này. Gì? Đợi chút. Đợi gì? Tấm tàng nó đang qua. Trời trời, kêu tấm tàng qua chi bé cò. Trời đất ơi, nó về nó mét chú hai là chết cả đám luôn á. Ờ, không sao đâu, tôi nói nó rồi. Hôm nay nha, nó là thần tài cứu mệnh của tụi mình đó. Bữa giờ nó chơi lô tô hên lắm. À, vậy hả? Vậy là bữa nay nó ra nó sẽ giúp mình thắng hả? Ừ, được hả? Thần tài tới kìa, thần tài tới. Có chuyện gì mà chơi trời chơi trượt, nắng muốn chết, hóa ra đang chi vậy anh Bảy? Tám, hôm nay tụi anh đó là trông cậy ở em hết đó nha. Gì trời? Tưởng chuyện gì? Chuyện nhỏ. Để em vô. Trời, kêu nhà phi đặc. Ôi trời ơi. Trời ơi. Hai người bữa nay đi mà tình tứ giống như tình nhân mới. Mới yêu vậy đó trời ơi. Trời đất ơi, tôi kêu bà ở nhà đó chứ. Tự nhiên nay mày đặt đổi theo rồi phê đồ mệt. Mấy ngày Tết mà cô Hồng em. Ờ, đúng rồi. Bắt ta ở nhà ngoài, phải dắt ta ra ngoài hẹn hò chứ lãng mạn. Nè nè, anh chị hai cũng mới tới, cũng lãng mạn giống vậy. Trọng quá. Vô vô vô. Vô vô. Em. Anh thấy em đẹp không? Vậy anh lúc nào mà không đẹp? Nỉnh quá à. Anh, cô Hồng rủ qua nhà cô Hồng chơi lô tô. Đi, hay không? Thôi, em đi đi. Anh anh bận công chuyện. Bận công chuyện gì? Tết nhất mà bận công chuyện. Thì anh bận công chuyện. À, đau bụng. Đau bụng quá. Đau bụng sao vỗ đầu? Anh xạo quá à, đi qua phòng chơi, lẹ lên. Nó ghim ghim thiệt. Với lại tết nhất rồi, bỏ nhà đi hết kỳ lắm. Mấy em đi qua bển chơi đi, anh ở nhà, lỡ có khách thì có người tiếp. Ừ, cũng hợp lý. Ờ, mà đau bụng á, vô trong tủ thuốc lấy thuốc uống nha. À. Thôi em đi qua cô Hồng chơi lô tô. Ừ. Em đi chơi thắng lớn nha. Alo, tại bàn gọi chim sẻ, nghe gõ trả lời, nghe gõ trả lời. Chuẩn bị tác chiến. Nè, vô đây, anh chị Tư vô đây. Dạ, chào chị Xui. Chào chị Xui. Chào chị. Dạ. Uống cà phê đi. Dạ. Nè, anh Tư nè. Trời ơi, tình cờ mà gặp vui quá. Dạ, vui. Ủa, cho nay hai anh chị Xui uống cà phê sớm dữ vậy? Đi sớm được giá khuyến mãi hả cô Hồng? Dạ. Thiệt hả chị? Cô Hồng nghe, vậy là thiên vị không được à nghe. Yên tâm, ưu hết, ưu đại hết. À, vậy là được. Ủa, sao này quán mình vắng vậy? Ờ hen, không thấy đứa nào hết trơn vậy chị? Ờ, tôi vô ngồi nãy giờ cũng không thấy đứa nào tới hết. Ờ, chắc ra bờ sông hết rồi. Sáng giờ cũng không thấy đứa nào hết trơn á. Ủa, ra bờ sông làm gì ngoài? Chắc đánh bài chứ gì. Đánh bài. Trời đất ơi. Ủa, vậy mấy anh chị không ai biết gì hết hả? Có biết gì đâu. Trời đất ơi, cái chuyện động trời rần rần gì mà không ai biết hết. Trời ơi, ngoài đó đánh lớn lắm luôn. Nghe nói hả, có đứa thua cả chục triệu luôn đó. Trời đất ơi, trời đất ơi. Có vụ luôn đó hả? Ai tổ chức vậy?
đâu có ai tổ chức đâu. Tết nhất mà, tự động mà. Làng trên xóm dưới nó tụ vô, trời đánh một sòng lớn thiệt lớn, không thể tưởng tượng được luôn á. Mày đét ơi, hay là mình kêu công an bắt hết tụi nó đi. Đi, để đâu có được. Lỡ có tụi nhỏ ngoài rồi sao? Kệ nó đi, sức chơi sức chịu, liệu sức mà chơi. Tôi nói biết bao nhiêu lần rồi, dính vô ba cái cờ bạc đó, tàn gia bại sản mà không nghe tôi là sao? Bao nhiêu? 7 triệu bạc. Anh ơi là anh, 2 ngày giờ anh làm gì mà mất hết 7 triệu bạc? Hả? Anh xin lỗi vợ. Chơi với bạn bè của anh, anh chiến ra chiến vô, tôi có cấm cản anh không? Tôi chỉ nhắc anh á là anh phải biết cầm chừng. Vậy mà anh được đằng chân lật đằng đầu, anh chơi cho đã cái nơi của anh, anh không có thèm đếm xỉa tay hết á. Đâu có đâu, mới đầu á anh chỉ chơi cho vui thôi, mà vô chơi chơi hồi nó thua, mà thua thì mình phải gỡ, mà anh càng gỡ thì nó càng thâm. Nhưng mà anh phải coi lại mình chứ, mấy cái ông kia ông có vợ có con đâu, ông có trách nhiệm với ai đâu. Còn anh thì sao? Anh có vợ rồi, anh có 2 đứa con nữa, vậy mà anh còn cờ bạc để đó, rồi để cho 2 tiếng bắt tại trận vậy đó. Anh có thấy xấu hổ không? Thấy xấu hổ lắm. Anh biết anh sai rồi, bây giờ đừng giận anh nữa nha. Bây giờ trời giờ sao á, anh muốn làm gì đó là làm, tôi không có quan tâm nữa. Quá trời quá đất rồi ha, giữa băng mày băng mặt mà dám cờ bạc đỏ đen ăn tiền. Mày biết đánh bài ăn tiền là công an người ta cấm, phải không? Tao chưa báo công an nghe. Tao mà báo công an hả, người ta mời về trên xã, người ta xử lý hết. Nhà ba Tư đó, trước mắt đâu không thấy hả? Bán nhà bán đất, phải trả nợ cho người ta, cũng vì cờ bạc, số đầu số đuôi, đá banh. Mày thấy gia vô cái nghề đó, mày thấy có ai giàu không Tám? Cái nhà này có ai vậy không? Lớn rồi phải lo làm ăn chứ. Nói biết bao nhiêu lần rồi. Dạ con biết rồi tía, con xin lỗi tía, con không dám gì nữa. Từ đây sắp tới bỏ tiệt cái vụ cờ bạc nhau. Dạ. Con cái lớn rồi, con phải cần đánh đập đâu, nói cũng phải biết nghe chứ. Quay mặt cho đây nè. Con á.